chúng con thỉnh chư tôn đức hành giả an cư từ bi quan hệ những trang họ phụng quan âm về giảng đường để chuẩn bị thời pháp hội sáng hôm nay cũng hoàn thượng nam mô a di đà phật. Chúng Phật cung kính biểu bái Phật chư linh hòa thượng giảng sư và giờ này chư hành giả chúng con đã ổn định trang nghi đạo tràng. Chúng con thành tâm bái thỉnh hòa thượng giảng sư từ bi quan hỷ quan lâm giảng đường đăng lâm pháp tòa chia sẻ pháp thoại cho hành giả chúng con sáng hôm nay. Ba chư cổ chủ chư tâm pháp giảng cũng đức lễ cung kính hòa thượng quan lâm liên tôn và lời thân gia một lần sơ sót thì cái nói của mình không còn phù hợp nữa. Bởi vì không có giá trị riêng của nó, từ trách móc từ khác, có trách móc từ trách móc. Chúng ta nhớ biết có người như thầy giả của cái pháp quan có hồi niệm người gì sao thành của mình, không người làm giả giống như thật, nhưng mà người người thành một chủ người người đó, đây tiểu vợ, cái quy thành giả cần phải có một phút để mình tham khảo, để mình hiểu được. Và khi nó về, nếu mà mình tự học, mình tập học từ người và sự đổi này học với tư tưởng mình đó, thì nó có thể học được từ người mới. Thấy không? Cái đó phải đặt từ người mình, sẽ phải xuất sắc hơn. Mình thấy tưởng đạo là những điều ảnh. Thôi lúc tôi học, tôi học, cái đứa học, tôi học được cái gì đấy. Thì năm, thì năm. Tạo ảnh cái gì được hôm qua, học được cái khác. Nhưng mà giảng thế nào cũng giảng đó, dân đọc kinh thì đọc kinh Phật Hoàng giảng là những con người cái đạo tràng pháp quan đi tìm ngạc thầy là năm mươi năm thì tất cả những người phật tử mình đang mở thì đạo tràng pháp quan hỗ trợ qua rồi chứ không phải không mọi người pháp như thế là đạo tràng pháp quan chết rồi cũng biết mà pháp quan không biết đó giải thế được đây bắt buộc đàng hoàng đây là đi cái tiếp tục trở về pháp luật không có mặt
có người không được nhiều mà không ai cũng ghét, không người cũng
nhiều, nó không phải nhẹ. Nó phải đọc mặt, nó có lực, nó có hẳn. Cái đạo đức của nó thì nó nhẹ. Cái đó, trên đất Phật Pháp mình còn gì phải đổi. Vì vậy, giả hành tử chấp nhận. Từng bao giờ chúng ta tiêu thức, chúng ta giống như chúng ta bắt tử thì nhận. Mỗi thứ thì có sự điều được thể hội. Mình có mặt tạm biến mình nhé. Mình có đạo mặt tạm biến mình nhé. Mình có đạo mặt tạm biến mình nhé. Mình có đạo mặt tạm biến mình nhé. Nhớ nhé, người ta có bài chứng pháp, đây là chứng pháp. Ta có bài kinh nghệ mà mình sẽ chứng pháp. Còn mình sẽ không làm việc cho nó, thì mình sẽ chứng pháp. Nhưng định về pháp lệ chứng pháp. Pháp lệ chứng pháp của tử quỷ định vật. Chứng pháp là gì mà hướng dẫn của luận tử công ty, luận. Tại vì làm chứng pháp không làm chứng pháp. Thì nó không có gì hạn hạn được này. Tại vì hạn. Thì mình về tôn giáo khác thì nhập được quỷ định vật. Mình biết là thánh giáo và học. Học giải để biết hồi xưa là như vậy, hồi hiện tại là như vậy. Để ta biết tiền chuyển quá như vậy. Để tục tục tập tục tập tục tục tập 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 thế không? Ai cũng biết không? Ai là gì? Bộ mặt. Thứ ba là gì? Vậy bác sĩ là gì? Bởi vì tôi hiểu được tính thức là thứ ba. Em đang bắt cuộc sinh này. Gia sĩ là lòng trọ, lòng trọ tình trạng. Xin cái gì? Xin là xin giáo pháp của Đức Phật. Nhớ nhé, xin giáo pháp của Đức Phật. Để gì? Để nuôi dưỡng cái tội của mình. Nên là con người lại học tôi nghĩ mình không có điều gì. Một ngày học giả nói với bạn, mỗi ngày là thành đồng một giờ thôi, học sách thì học rồi. Thế là một tháng sau là cũng không được 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 rồi, đúng không? Cho nên mình học kinh rất nhiều, kinh nào cũng học hết. Để nó trở thành một cái gì từ sự sáng suốt. Có một chuyện mặt trí tuệ, có một chuyện mặt trí tuệ, cái mặt nó có đầu. Chứ mà nói, quan điểm chúng sinh nó có đầy một tạo cảm giác, có một kinh luận và luận. Nhưng phải không đầu tư vào đó, cứ một mắt không hẹn. Bởi vì nếu không có, không có giới. Giới này, có hàng học cái mô lại, mà nó cứ cách tâm học rồi, nó cách đó lại. Cho nên hiện ra cũng bằng thực vật. Không có sẵn là thực vật, nó có hiện ra. Chứ không có sẵn là thực vật hiện ra. Cho nên quý vị đã cũng nhiều rồi, tự nhiên không được phát minh lại được. Từ cái bộ kia mình, giới sạch bộ kia của này, thì giới sạch bộ kia này. Có người sắp cái tội đang gặp đọc đã đạt học tương tư là mình học được tốt được quyền định các bài pháp học nhạc giới tương sở đạt được nhé được luôn tự nhiên nhớ là tại vì sao được học từ cái đẻ từ nhỏ ta không học được quá khứ tình huống học được nhưng không ai học ở đâu bắt đầu thì cứ tự tỏa ra tỏa ra thế từ 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 khi học hai học được từ này ai không quên. Bên đây, sắp tỷ những cái này, họ mà xin các pháp của Đức Phật, và thử bằng hai ngày. Còn hai ngày đó, sẽ dành thành một sự tỷ của Phật, để có điểm của ta tự nhiên. Giới này, mặc dù các bạn đã đủ đủ cây tâm, không muốn nó có Phật, các bạn sẽ có Phật. Với hành giả hành động nha. Đúng, thế thì không biết chuyện tối là không có Phật. 100 năm, các chủ trở thì, cái điều đó khẳng định. Nhưng, 100 năm điều của người này, nó có đủ 100 năm. Lúc ta lọc lòng cho đến ngày mắt mình tâm thì nó có đủ phải không? Và khoảng thời gian này để thời gian tận dụng để tuyên tập phúc báo tuyên tập đạo hành và tuyên tập và tiến qua thời gian thì rất tốt là học phòng cho các học nên là ta tiến những biết tương đối là nó có nên là chúng ta có thể hành như thế này bắt hành tướng có học phát phật nhưng đối với ta sẽ không tận hành đức có lợi ông có học không được dạy ông biết làm gì cũng làm thì đúng không?
đứng về phía đối là đúng trăm năm từ những điểm nhưng mà đứng về phía đối trăm năm qua là tập trung vào cái trăm năm để tới tu học nhớ em cũng biết giả hôm nay cái gì thì bạn tu học cái rồi ta mình xếp cái thời gian tu học của mình đến gì không cần thiết là một ngày cách thức tu học nhưng mà cái giới tu học của mình thì tu học dài hơn cái tiến độ mình sáng hơn cái tâm mình nhớ em cái thứ hai là cái bốn mạch, cái là cái bốn mạch
biết mà là thực hành thì về mặt sống mình nên thực hành thì có bao nhiêu có việc sao cái tiền theo nó có một cái gì nó có một cái gì nó có một phần lực để về các cái tiền theo mà các cái luật thì phải đúng luật khác sử dụng các cái sức mạnh của tiền theo cho nên cái người đời mình khi nhìn thấy mình nhát đi sao không cái không có phần lực để biết cho nên cái này vì vậy nên khi các bạn vừa phát cái tiền theo vừa quan trọng để phát cái tiền theo cho các người của mình là cái tẩy bỏ lại được cái gì có lung lay thì cái gì mà thì được có cái khỏi trời được bình yên có lung lay là nó có ngày phát sự một sự học là mình bị bình yên bắt đầu thì là nó làm lung lay nó sáu tuần rồi cái tự nhiên đó là cái gì bình yên phát là một buổi rồi mà qua buổi sự phải cái tất cả với điều kiện này tôi nhắc một cái chuyện về mặt của mình các bạn cái này các cái phục mình thì bây giờ mình có làm để đau được lại từ tôn từ khác thì từ cái gì mình cái phần kia tốn đi tốn đi tốn cái mức độ tận phục sự kiện tốt hai cái tình phẩm thì mình chưa biết rõ chưa biết được lãnh đạo thì mình đang ôm tập cái phần tôi đây bán cái phần thuốc gì thôi làm bỏ ra không bỏ được không bỏ được cái thứ 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 cái mà tôi nhận lắng nghe khi mà họ tìm tất cả những gì họ gặp phải hỏi họ có xong cái phật đó rằng một gì để nói với tất cả nếu mà mình hết rồi thì mình làm nếu như mình tham kết quả là người khác thì cái vô tình có ngã tiền cái gì có bị nổi thì ngã tiền cái gì không có bị tham cái kia tốn cái đó mình làm được không anh có không cần thì theo cái đơn giản thì theo không có tư người khác không tăng tỷ người khác không tỷ người khác hội người khác rồi thì theo cái tăng tỷ là đại tỷ tư nó cho nên là mình nghĩ rất là cái mình cho biết mình nghĩ chuyện đây nó thì mình đường tốt thì theo mình ngay thì theo mình ngay đi bằng cái đó mới có thời gian đây là cái đúng không có cái gì mà 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 cái gì nó tương lai anh tôi dưới anh tôi nhớ thật sự ngay năm tôi sinh mạng tôi bị cái gì có cái gì ra ta đọc cái đúng không ở đây tôi thể có một lần tôi dạng tôi cũng như là đọc cái sách bản xuyên qua và tôi không thông thì cái đó không được rồi thì cái nó không được mình chỉ đủ không được làm sao mình tự nó đi là không luật biết rằng anh có một gì có cái chỗ là cái gì được làm gì bởi vì sức mạnh của tiền theo phải nghiêm túc cho nên chúng ta để ý hoạt động của bạn mang qua có một cảnh của chúng ta thôi cái công việc nghiêm túc thì là tiền phí một còn là cái sản xuất nó chỉ chắc có đề các tiền kia rồi đây đến đề ngồi tại chúng ta không sẽ tới được hoàn toàn hoàn toàn có đủ cái đó thì những cái bình thường mình vẫn không có sức mà đánh cho không phải cũng hẳn tiền kia thì chắc chắn có cái tình hình là không phải tiền không phải nhắc cũng hẳn qua các cuộc này cũng hẳn tiền kia nó là một mặt pháp theo đó là tư nhất đời sinh phải thay đổi đời người theo lúc mà ở ở ở năm thử lúc đi qua học thì mỗi cô là được hạn hoạt chứ được các cuộc người nằm mỗi năm của tập hữu mình thì thấy sao đó cái để ta bị làm gì thế này nó có một cái ca gì nó quay bằng sự giận cái bộ gì này có người một việc lại quá hoặc cái gì nè hoặc người còn lại gì không biết được tự tác không muốn biết nhưng số lượng đặc biệt rồi thì có thể gì sẽ giảm từ đó không
cái đơn vị của Phật mà nên phải nói nó là một việc thì nó kết cầm dạo ở thế giới nó ở như vậy sức mạnh của cái keo mà mình tiến vào hồn của thầy thủy vô cũng gặp nữa phải không? Thì mình coi sót thì quá đi đi vô nhà đi ra vô không vô một lần, nhà một lần không mà tôi muốn về để xin lịch quyền của người không không nhưng mà nhà nó quyền tốt lắm ta được bị xuất biến về đó thì nó không bao giờ có thể vô nhà nó sẽ tóc trang như toàn bộ thầy nếu mà ngoại hảo sẽ kèm được họ bị cái mặt tiền nếu mà các tôi có tiền theo quy định có nghĩa là cái này cũng chưa đi được chặt thường có tiền theo có lỗi mà cũng như các tôi có tiền theo quy định nhưng mà phải có ý nghĩa gì đó là lỗi rồi đó là tiêu chuẩn thứ hai rồi còn tiêu chuẩn thứ ba là phá phá cái gì tôi biết cái tu tập nó còn cái có tiền nào thì mà lại vô tình được không người có mặt cũng không được đâu cái điều đó cũng được mặc tiền nào mà đi ta là sao mà mình sẽ đi do cái áo cao được do cái vấn đề làm gì mà được không đó là mặc tiền nào phải gọi là mặc tiền thì mình được lợi mặc tiền gì do áo cao có một cái tư thế tại một cái tập tiên cái một thành tựu quả để hạn chế tiền của cái này để nhắc nhở càng tiền của mình cái kinh tế là kinh cái nền tảng của giáo hội cái nền tảng của tâm Phật giáo là nền tảng của Phật giáo từ Phật giáo là từ hai đứa người từ bắt buộc phải học loại cái gì đấy ta học cái pháp quan pháp này nên nếu không có cái gì đấy là cái nền tảng thì không có được bởi vì trước khi vào đó chúng ta có Phật có Phật cổ thì cái gì đấy bốn tập thứ bốn cao thứ gì đấy bốn tập để nói về gì có một thứ gì đấy tập một tập hai tập gì là gì cái gì tập để thứ ba là cái gì thứ tư là gì tập để thứ tập một là những động giới giới thiệu toàn cái gì và toàn thế giới hành động dùng năm trăm hai sáu mươi cuộc đời này cái khổ cái bất tử dạ khổ của một đời nhưng hạnh phúc thì khó quá thôi thì giới thiệu đó là gì còn ngay là ta tập thế tập thế là nguyên nhân nha để nó tiền nào thay đổi thì không được cho nên người muốn nó thành tựu kết quả thì cách thức thì học theo cái tiền theo là pháp 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 thì đi từ tâm gốc của gì của tiền nào từ cái này vì từ tâm gốc của tiền nào không học cách nào thành công tu bất thành pháp tốt mà biết không gì từ tiền nào thì tu bất thành pháp là có đúng không a phân tin đi cùng đi cái cả đi cái chỗ đó tổ nó thì làm con cái với nó học cái học thua nó cứ biết làm mình cái thua cũng cái chuyện mình mở cái thua cái hoàn toàn cái học thi tốt này dễ gì có chơi cái học cái này đó để hiểu về nhìn lại để xem và cái chính của mình chưa được vượt qua cũng như theo phải biết rằng ta là người nguyện đó phải không đó là nền tảng của gì của sự đau khổ thì cái đồng nhất điều này ta là người nền tảng của sự đau khổ một thì hiện tại sẽ có và không thể sự gì được được cho nên cái phá là cái gì bị thành gốc của nó thì làm việc theo gì của nó hiện tại trên dọc là tôi được không thể sự gì cái đó cắt đứt từ từ cho người sói vậy đó cái đức Phật tự vừa lên đó các nhà thân Phật khi đến cái góc độ ý nghĩa mà chưa cắt đứt cái tình nguyên gì thực tế và khi đến mà chưa làm được còn hôm nay là sanh mạng ta nhớ một bộ phim hoa nghe là bộ phim cao nhất của dân Phật giác đại lượng cái luật hoàn tổ phát quả sẵn thì nhà thuyết pháp từ trời tổ nhà tóc anh nhắc lại đến thành thức này nó tuyệt vời cái tuyệt vời có nghĩa là nó trực tiếp thì phần mình tất cả phần đại định và sau khi nói chuyện quan niệm xong thì lúc mà có vô hạn thuyết pháp thì cái điều này thì qua mình sẽ nói nhất niệm sanh tâm khởi bắt đầu chỉ một ngày chỉ một niệm sanh tâm thôi là nó hủy diệt hết cuộc đời của bậc mà thôi tại sao toàn bộ cái quan niệm của chúng ta không sanh tâm cái người tu hành là tiền sanh tặng tiền mất của mình không có cái gì không có
tu cái nào biết, nhưng mà sanh mạng có biểu hiện hạn đẹp. Còn một cái không biết cái hạn đẹp này, nếu mà mình không sanh mạng, thế thì người tu pháp hạn đẹp, sanh mạng tối cái chỗ học còn được. Cái điều đó thì nói chuyện gì cũng đặt ra. Tu hành mà nếu như các bạn mà nếu như có sanh trong tiền, thì nếu mà không được không sanh mạng thì bạn sẽ có gì này thì học. Tu từ ngày sau mà chúng ta không xấu hơn thì tôi tùa mọi lại mà thân bên ngoài xanh luôn, nó chắc là những phạm biến xanh để xanh ra bên ngoài, để nó xanh có đủ căng hết tay, cái căng từ đôi mắt, xanh từ đôi tay, xanh từ đôi tối, xanh từ chán đi, cho nên nó tóc nó cứ xanh hết, cái quỷ gì cũng đợi nó qua, nó phải thay đổi. Cái con mắt con người liền là người tạo hình, vì con mắt nó nhìn thử, con mắt cũng giống nó chán đi, con mắt cũng xanh thẳng nó chán, phải không? Mà tôi tu hành là không, ta có tập sâu về cái mặt nghĩa của nó. Cho nên tự mình mũi nhiên mình thôi. Lời nó không có phản khẩu thì mình chẳng. Nhưng mà thôi mình thấy nghe được chẳng, chẳng giải phút mà mình không để được. Và mình đã dẫn nó không có được quên. Cái đủ chuyện là tự nhiên, nó có tiền, nó trầu nhẹ thì không. Thì tiếp những cái đó là cái gì? Cái điều kiện của người tu hành. Mình tự ra, mình thở ra, mình mình phải tiếp tốn mình sẽ được không ạ. Cái người tu hành mà phải nghe cái giá của tu hành cái tiếp tốn tiền từ phải không? Giờ tâm thì không dám không gọi người tu hành, người tu hành còn ngáo đâu, người tu hành không chỉ đâu, người tu hành phải không? Để thực tế được cái gì cái dây là giữ là được tập nhất cái chuyện đó mình cái giá, còn mình người xuống cái giá các bạn mình là điểm tâm của chánh pháp cuối cùng của tôn giáo. Chứ mình làm như vậy giống như mình lại không nhập vào cái chuyện tự nhiên thì theo cứ là học rồi tâm là có cái chuyện thì học sẽ gọi là tự nhiên. Cho nên làm gì làm chúng mình cũng thành cái gương mặt của mình là cái điểm này, ta có học cái chuyện gì không phải biết không con nghe đại pháp mình xấu vấn đề cuộc đời hoàn toàn một tính sản phẩm của mình khác có người ta được học được luôn mình sẽ bổ lắm. Thấy cái việc nhạc được rồi, do sanh mạng. Nhưng mà chúng ta trước những cái người như mà giải thiện bạc là một câu chuyện ai cũng tu mặc chung cái phần thức phần thì trong lợi thành công rồi, còn bạn đang có thành công. Thì người ta nói rằng, con nghe tu mặc là chuyện không có được. Và trở về phụng sự nhạc này thì sẽ được tốt hơn. Rồi, ta cứ tao đổi rồi, mặc biến. Nhưng mà trước khi về thì ta cứ những phần, cái phần có sao, ta có quyền tăng. Tâm là chúng ta đi qua cái thức dạng luôn. Chúng ta nói rằng đời trước chúng ta nhận thành đại pháp sư và không muốn bị làm hơn mình nữa. Chứ không được bị làm hơn mình nữa. Bây giờ mình sẽ đánh quên hết tất cả. Không ai còn quên tiền nữa. Vì những bạn mạng học không học biết thế nào mình coi được bị làm hạt tiền. Phẩm phẩm. Đất tỷ, đẹp cầu. Tiền cho bất cầu. Không lên tỷ cũng lên tu hợp. Tiền có ra, chán chỉ đeo. Cái phần trước khi cái phần nhắc mắt nhắc mặt nhắc có nhắc ông còn có nghi ngờ gì về các điểm được không? Nhắc ông cái điểm thì phải phải đi không thể giải thích được phần để cái tài khoản nước bạn không còn ai giải thích được không? Có nghĩa là cái sự tận tâm tận lực và bất lực gì cuộc đời cái phần làm còn đẹp nhất không sẽ hiểu cái gì là của mình hôm nay giống như có thương có tử hết nên thì là cái thứ của tôi có quan cái quan muốn được nước mà còn gì để tập trung đến tập 10.000 của họ, bây giờ tập 60.000 của họ, mà không còn tập mấy thì chúng ta này các cái ba của đã hết họ. Nhưng mà sẵn là có biết thôi, mỗi lần tôi về thì bạn này hỏi, ta nói không thành bạn có tôi không, cô thể cho tôi biết thì mà, trong cái quán cái thứ cô đã bắt được quyết định rồi, cô có một cái gì mà gọi là quyết định không? Cơ này thì điều này con không thể có thể nghe. Nếu có vậy, bây giờ con nói thể nghe, con dễ tiền luôn. Bây giờ con thể không có gì ở đó. Có quyền là cái gì sống rồi mà đâu. Chỉ có đức Phật mới là người đem thoát quả khổ. Và mình là tu sĩ, thì tu hành mình nhớ. Mình có thể là được cảm giác như thế này sao. Để họ luôn cái đó mà không nghe được. Bởi vì Đức Phật nói, quý sĩ là tam giới đều là khăn và quý thuộc con này. Điều là người thêm phạt công cho mặt trời nước biết đâu tình mẫu tử tình phụ tử tình 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 tử
rồi ta nói chuyện mà của gì mình cũng hoàn hậu bằng này ta là hoàn hậu bằng này mình biết và tập thời điểm tất cả các cháy một mình tập thời điểm tất cả các cháy thì bạn tập nói này cái gì hoàn hậu tại sao mình tiếp được hoàn hậu cũng nha trên cái ngôi mà nói là đứng đầu của gì mình biết luôn mà cũng đầy đủ và bạn cái gì đó mà sao tặng tính sống được một điểm cái mùa bạn nặng nó nói không cái gì mình biết không. Thì mà nếu có được tập càng đi, chúng ta sẽ thay đổi chúng ta biết. Thì đấy thì chúng ta sẽ tập đó, chúng ta có thể phải biết. Và một người mình luôn luôn thấy những cái người thật là có tướng vật nào mà tập kẹt không cách nào. Cho nên là cái phút báo nó không thể làm được mặt quả hội. Tướng thật của họ đi luôn nghe. Nhưng ta có cái tiêu điểm, và làm cái gì đó ngang hết. Từ cái quả báo nó không có ngạc, và nó sống là đúng không? Cho nên chúng ta tu hành lên cái ngang. Cái đó những cái đó phải học cái chữ nhận mình còn mình đọc còn cái đó mình là lỗi cho mình cũng kia là cũng nhiều cái chúng ta nhớ không? Bây giờ bây giờ đẩy về cái tám người cái tám cũng năm cũng đang cũng dài cuộc đời của mình học cái chuyện còn lỗi cho gì không? Còn cũng kia mà mọi người mất tổng, chúng mẫu gặp tôi không biết hơn tôi như một dạng hoàn toàn, các bạn có bệnh của diễn cho nên các bạn có các khó nghiệp hay không? Lời nó có bệnh thì nói chuyện gì? Thì tới ngày nay, trên dưới mặt mình chưa thấy nó sống một tiết luôn là cho các chẳng thật có người sống được mất lợi mất và tôi ra thì lạc tác được sự dạng còn ngôn ngữ mình còn một mẹ có nghĩa là không lưu lót thì không cho trả được cho mình ngôn ngữ của mình là tờ nó ngôn ngữ mình nhắc đi không trả được cho mình gì sanh tận không nhắc đi mình nhìn kỹ mình nhìn nóng thời được dễ rõ anh không đầu sau thì mình biết được còn không sửa sai mình thì mình lỗ lỗi không hoàn toàn với mình không ai khác thấy được mình thấy không mình ai khác thấy được mình tình của mình cái mức độ nào đó là lỗi của mình rồi nó đã bước sang một thế giới thế giới mình có gì đó con người sống cuộc đời này nó có cái hàng hai tự cao tự đại nhớ nhỉ người thật giàu cũng tự cao tự giàu nên những người giàu cũng ghét cái ghét rồi mấy người học giỏi cũng ghét cái ghét rồi mấy người sang cũng ghét cái vật có nghĩa cuộc sống là vậy mà cái nào cũng có cái tự cao tự đại để tính tự cao tự đại để tự hủy diệt cuộc sống của mình mà đức phật á thấy tự một nguồn xuất gia của mình trở thành một người anh mặc là cái phần duy tư cái tự cao tự đại cái phần đó ngày hôm nay có cái gì mình không biết trong và may mắn có số không mình không có số thì mình còn không có số không có số ở vì sao phải chịu tôi kiếm chưa có nơi của mình thì có số không phải không anh có số không chưa có vậy còn mình đi đâu tôi đang cái đó là sự tiếp sót mà không phải xong được không biết cái điểm rồi mình nhìn thấy có những người họ biết cái gì là mà nó có tác phẩm mà có như là coi như là có suy nghĩ và có trường trao đổi với người khác chứ có những người tu sĩ xuất gia đã tu thiền rồi bán thế trên học như cái lớp trẻ học thật cái buồn có những cái học tập quan niệm của chúng ta rồi mình học cũng có phải tin những ví dụ như là cái gì là có môn học gia thì thôi nhưng mà tuổi già không biết mà không có lộn lên được suốt lộn được cái việc tự nhưng mà tâm hồn có hướng về tâm tâm mà hoài cứ hoài được cho nên là nó hoài một chân tụng kinh được đặt tâm nó đi theo không có gì cứ đi theo có đạn gió nó bay về cái liền rồi ta nghe nó tụng tôi sẽ tháo lộn vượt lên vượt xuống cái công này của những người học tâm tâm họ tính tâm họ ra khỏi tâm quan họ gì họ hướng về lại những đường tu hành cái chân đạo là những người mà những người tu niệm được thế rồi của già thì tu rồi muốn nhận sắc thì những người này họ đi họ học tập họ đi thì họ cũng thay đổi để được phù hợp và ở lại một tuần lại sau khi ôn tập họ giảng dạy trở về hết liền thì trên đường trở về hết liền thì thấy những cái việc tu quá tu cái đạo chạy theo họ chạy cái mặt nước chạy theo họ nói rằng cái thầy về trong đồ bây giờ đọc kinh nó vô trụ bây giờ cái thầy mặc đi chở nhận ô phật cái ngày thành không được không đi cái mặt nước
Đây là chỉ vi phạm cái phần thông từ của tỉnh. Đó là những lịch sử mà đã ghi lại thông phần của học tiền. Nhưng mà nền tảng học một tỉnh về cách pháp. Dễ nghe. Để là thống chế sống cảnh của mắt tay của những phần tiết. Tập trung cho sự tu hành. Dễ nghe. Của các tỉnh hôm nay người đi là giả. Tuyên điểm chúng còn chính xác. Qua 70 đi 80 chúng tôi còn chính xác ở đây đâu. Và lúc đó chỉ là tập tâm điểm của mình cho chính xác của mình. Chúng ta tập nhìn thấy mình. Phải không? Cái lúc bạn đọc đạo thì nó rõ ràng. Cái phần cái học hải của dạng đi nói thì phải biết không còn chính xác. Nhưng cái tâm của mình hướng dẫn của chính xác thì nó hướng về mình học cho nên chính xác. Ở Việt Nam tự sáng tạo cái chế. Tôi nhìn thấy những phần tử mình đến là dễ chứ còn qua năm. Ở đây được bệnh có đi đến từ năm tử. Chứ còn qua năm còn biết chứ đừng biến tiền chính diện thì phần biến lực này cả còn biết là không nhận ra còn thấy cái gì để cho hai người này những con người nhóm còn sang tập họ mặc đồng kết và cổ tay mà bảo vệ rất là trang đi họ đến cái chỗ của quả hâm họ gửi xuống và cái quả hâm là cái sang tập đá buổi sáng không lấy sạch rồi họ gửi xuống họ tập cương một cái đường họ đứng là cầu nguyện. Đúng là người không phải là nằm trong một cái gì đó. Họ đứng dậy, họ lại thì tâm tâm của gian. Cái tâm của họ là họ có thể tự nhiên, cứ một thử mẹ, chết lại không. Với một tâm những cái tâm tư này, không còn tự nhiên. Bởi vì có cảm giác mọi người đến cái biến bất quan mạng sạch của mình sau khi được thành công. Tôi nói thì may mắn rồi. Với một tâm những cái điều gì không còn tự nhiên. Cái luôn cũng như mỗi lần có một công việc nào tôi được tiếp học tập có điều đó là một cái thức tập giao một thức tập cái gì mà thấy một cái thức tập có một thức tập đặc biệt nhưng mà hành động này tin tưởng cho thức tập có thật sự là có tin tưởng thật sự là anh tin tưởng thì không cần có điều gì khác đâu thì là trong lòng tập thì chúng ta có thật lấy cái để làm gì ấy thì chúng ta có thật là người thì đến ngày nay thì mình chỉ tạo cái tập thì được thì đến ngày nay thì mình xuống thì vì năm tử có hai ngày tập tử và tao tuổi rất độ anh nằm xuống trong dương đó rất độ anh phi với nhau lao liên tục liên tục là phước pháp của mình được và tụi nó có hướng này nó không phải là sạch kẻ như cái gì không có cắt có là chú phi nó là một số điểm có khác thì nó cũng như vậy đó là thứ nhất là thầy quyền được ví dụ anh ngồi khi có điểm tin được tập tin tưởng tập để tâm mình hướng về Phật là đủ rồi, tâm mình hướng về Phật. Bởi vì một người mặc đồ vest đấy, mặc cái tay đấy, tôi đưa đi xuống là các người biết mặc đồ vest rất là tội tội, và rất là cái gì là có thể có cả họ đứng lên xuống, nhưng mà có cả cái đức tin của họ là để đức Phật được tuyệt vời, bởi vì họ đặt đức tin một cách tuyệt đối thì họ có quyền mà dùng vào đời Phật, cái gì nó thành công. Tâm đó này. Nhưng mà lại Phật Quan Âm. Phải nhớ điều này. Phải sống giống như Phật Quan Âm. Thì nó mới có đạt được. Nên thầy nói như vậy là sao? Cái Phật Quan Âm thì cũng không có được tâm. Cho nên Phật tử muốn cái sự cầu nguyện của đại học thì mới khởi từ tâm. Nên nha. Nên phải khởi lại từ tâm. Thì hai cái nó kết hợp năng lực thực sự dễ nha. Ở đây từ tâm, ở đây từ tâm. Cái tội nguyện của tôi đang lắng nghe và tôi chỉ đang một cái đó nè cho nên tôi tập được cái đường này luôn cho nên phải mở rộng từ tâm mà người ta không mở rộng sẵn không mắc được từ tâm tôi qua được từ tâm không được từ tâm để thách từ tâm để tâm còn từ tâm thì tội nguyện của người ta sẽ có cái gì mà người ta có người mình tập được cái gì sao họ không hiểu mất thứ gì hay không thì họ là qua giống như những tính của họ không thích được cái gì chúng ta chấp nhận chánh tính làm rõ ràng chính xác cho những người là như thế thì cái việc tu học luôn luôn là một cái gì theo từ một học nếu mình biết hai cái biết tìm hiểu thì tự nhiên thì luôn phải cái tiến bộ đó là dành cho những cái loại mục tiêu như thế nào như các đời được tham lam sáng tạo tiên lên và tự cao tự thấy mà biết rõ được những cái điều phần ngang có tiếng không cái phần nói cái thời tu tập chỉ cho mình bỏ tiếng cho mình mà thôi chứ không ai có tiếng cho nên mình nên chân thật thì quả vị mình nó cao theo một hành động còn gian dối quả vị mình tập dễ mất tiêu hoàn toàn do mình do mình cho
Trên xe sơ thì những gì để học những gì sơ thì những gì học được thứ gì dễ dàng. Chúng ta để ý cái quả có nghĩa gì chúng ta hoàn có thứ tự tự pháp sắc hay là một phần tu đạo hoàn mỗi lần sự thử các thức đi rồi gì sơ thì là biết dùng biết dùng có nghĩa là liền tất cả vì đó thì nó chạm sơ thì nó có gì đâu thế nên chúng ta dùng để đi theo việc tất cả tiền nào mà mình cần phải chạm sơ thì mình còn một số mình tập thì nè mình tính việc nó nhảy tính của mình mà ngoài học thì tâm và mình khi có nhiều đồng tiền tích cực cho nên mình hiểu được rồi cắt biết từ bên ngoài và cắt biết từ bên trong thì tự nhiên nó còn xuống thì mình dễ dàng để cái lý thuyết của Phật đã được trình bày của mình đã được thấy rõ hiểu rồi thì cho vui vẻ mà nó bỏ một chút thì nhìn được do và để cái sự tu tập của mình thành công không phải là do một cái chuyện mình chứ không ai giúp được cả nhớ nghe còn quả vị tu tiến cái phần nó xuống quả gì quả tạo đó là tiến về tinh tấn tu luôn một cả tinh tấn thì có thể từ sơ quả gì quả tạo quả tu một giải là sơ quả chưa có lên chứ đừng có gì quả cho nên tu tập là sự giác thôi nhớ nghe còn về nhân lý mà hiểu phần tu tập tam bảo tiền yếu để biết rằng phần tu tiến tu phần phần có tính sống phần bởi vì đức phật tam bảo tiền yếu tập tâm nhìn là quá trình tu tập của mình nên có thành công hay không bởi vì cái pháp của ta luôn đem lại số lượng sự thật chưa bao giờ để mất mặt cái cuộc đời mà nếu như tu tập thời gian từ năm học năm không có một cái gì quen thì mình xem được những dễ nhẹ nên là một cái sai sót điện tạo nhanh chóng điều chỉnh thì mình lại cái lời lẽ của mình để chính xác được Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.